lên là dòm được cái chữ cái xe là nó chạy qua vòng rồi đó. Dòm tại vì mình đi nè. Xe chạy qua vòng rồi đó mới thấy. Em đem đi tới đây là cái đầu đường này là em dễ. Giống như màu lá cọng. Cái này là cái này là trái gấc nè. Không có xài màu. Còn vàng là bí. Chỉ có trắng là bột tự nhiên thôi. Thank you.
nó liền. Gói cái này đừng có đem lên. Sao gà mình còn không con? Còn đó. Con này nó đổ. Đem qua bên cái bàn để đi cút. Dẹp cái ghế luôn đi. Trồng lá lên nữa. Thank you.
lòng không lòng ăn kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
6 bịch mà. Thế mấy bịch em? 6 bịch hả? 6 bịch, mấy bịch? 6 bịch hả? Nghe 6 bịch mà, nghe 3 bịch hả? Ba bịch huyết hay ba cục huyết con? Không huyết chứ, không huyết, không huyết. Ba bịch. Của mình ba bịch của mình. Thấy quẩy không mà?
Cái này cũng phải tiền thật đấy. Rồi ngồi bên đó đi anh. Đang sạch sẵn hả? Sạch sẵn cho ông đi. Giờ gưng
Dạ, dạ, dạ. Sao không ăn? Không ăn giò. 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 Không ăn
giá cho không em? Rồi, cây tô. Rồi, sáu mảnh ba lá đi. Sáu mảnh ba lá. À. Rồi, bán cho nó 10 viên rồi đi. Mình vừa bắt bạn đi cái này á.
À, mấy con mà. Một cái ăn quá không bên đường. Đây có mà. Đây có mà. Đây có nè. À, ba cái là đó đây. Đây chỉnh ra tải đi, không lại đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
coi hả? Bào chiên hả? Rồi, cái bột chiên đem về. Có Thảo què mua hàu không? Mua không? Mua.
là không? Không dừa, một bịch không dừa. Rồi. Hết 10 ngàn. Anh đồ hết đúng không? 10 ngàn vậy.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
9.000 lên.
Thank you.
thêm xíu nữa nha. Nãy giờ kia là giờ nó chờ thêm đó. Ăn ở đây mình mà ăn đây nha. Dạ dạ em nghe, còn mình cho cô giúp em. Cho tí nó còn cho lẻ hai ra hai đứa tiền đi. Rồi cô còn Thank you.
có mấy phần nè. Dạ dạ. Tí xào vô cắt đeo tay cắt thịt cho sỏi đi tí. Đẹp lắm. Tí hàng chén gì đó nữa nào cắt thịt. Còn bịch cho anh bên đây nè, mua không 50, lấy tiền rồi. Ủa anh để nước chung hay nước riêng anh? Để chung cho Thank you.
đang chúng ta thường đông đến chưa là trong chợ. Bên trong chợ vùng giải phóng có các sạp bán hàng đang đắt thủy canh, dụng cụ đánh bắt thủy sản. Sạp bán cá tư, bánh, muối, đồ sành sối và các sản phẩm phục vụ cho bộ đội như đồng chơi, xã hội, đồng quân. Đây, đang đi xem demo để làm chi nướng cá chơi đây này. Đó là đang ngồi đang chơi hồi, đang ngồi thì kia cháu ở ra đây hồn lắm. Dạ. Đã như nhanh thì hôm nay đang đi đây cả. Đang chơi đường có tiện. Không ơi, năm mới. Bán các món ăn dân dã, đặc sản của địa phương để phục vụ khách tham quan. Du khách có thể dừng chân trải nghiệm và thưởng thức các món ăn của chợ. Đó. Đang hai em đang nướng cá để quay ông nhìn thấy xe bò chưa? Đó. Ông có thích xem coi có xe bò đây này, có xe bò ở trong Nam này không? Trân châu. Đây. Ông thấy có hai con bò to này đó mà kéo một cái xe ông to luôn này. Đó. Đó, ông thấy chưa? Vâng, đó, ông thấy chưa? Bò của đứa. Một hộp là mấy cuốn? Cho anh một hộp là 2 cuốn, một hộp là 3 cuốn. Chị nem lấy bánh chiên. Ừ, lấy nem và bánh chiên.
Đây em bấm cho, chờ xíu, chờ xíu. Anh ơi, ngồi kia rồi, đi mà.
chín hả? Tám ăn cốc chín trời, cốc đầu mùa ngon quá.
quay cậu. Cỡ này tao cái máy đây. Lẻ luôn á, máy nó lẻ hết á. Mang gì được, đọc qua đây lát rồi ra bên kia đọc vô vô vô. Rồi hai cẩm một không thử một con gà.
Thank you.
Ôi.
được không? Trời mất ớt nha. Thôi chín đi chị. Chiên bỏ muối tiêu vô, hành lá vô đây ăn ngon lắm. Nha. Phức à. Giờ đem vô được không? Được trước không?
quay cho cô á, tại cô khách cô đông á, trời ơi, dạ. Men vô quá trời luôn. Có lời nó cho cô hay á. Tôm, thịt, lỗ tai heo. Tôm với lỗ tai heo. Củ kiệu rất là keo, chua ngọt, nước mắm, chua, nước mắm ngọt. Chua ngọt. Có củ kiệu rất là kẹo. À, cô giới thiệu một món thứ hai nữa. À, rồi cái món thứ hai đây là tương, gọi là tương đen, rất là béo, chấm gỏi cuốn. Rồi còn đây là mắm nêm, dùng ăn với gỏi cuốn, gỏi tai heo, với gỏi cuốn luôn. À, thơm rồi đó. Rất là ngon. À. Dạ. À, cô múc cho con một bịch. Con một bịch. Cho con chích ớt. Con hành phi không? Có hành phi. Dạ, cho con xíu. Đây là đu đủ. Đu đủ. Đây là ngó sen. Thank you.
dừa là nó chỉ có cơm như vậy thôi. Chị cứ gọi vô bình thường đi.
này ăn ba mẹ còn muốn lột ra đó vậy. Dạ. Vui mà bị hello hello thank you.
Cái đó là một cái ghế nhìn cho nó đẹp á.
bánh nó sẽ không được như vậy. Tại bánh này thi nhiều lần rồi mà. Yeah. Năm nào thường là một năm là tổ chức thi tới mấy chỗ là thi hết. Ủa đủ màu hết mà sao gọi là bánh dứa à? À, lá có màu lá dứa nè, nhưng mà thật ra cái tên của nó là bánh dây. Bánh truyền thống của người dân tộc Khmer. Bánh này đạt huy chương vàng ở Hà Nội rồi nè. Bánh tham gia nhiều cuộc thi á. Bánh của nghệ nhân Thị Hận á. Bánh dứa hay còn gọi là bánh gây, bánh xếp là nó hết á. Có một số người ta biết với nó với tên gọi là bánh xếp, một số người ta biết bánh gây, nhưng mà thường thì nghe ta kêu bánh dứa nhiều. Ở quan chưa? Có một số chỗ là nó không làm được như vậy nha. Thì bánh này nó mới độc quyền chứ. Ừ, cho nên là chảo mình cũng vậy thôi. Tại vì chảo nghề mà. Chảo từ bà ngoại rồi đó. Mẹ rồi đó. Cái đó chị đó còn thiếu cái mà nhìn lại cho cái chú này nó mặn à. À, nghe mặn mặn tại vì thật ra là cái nhân đặc huy chương vàng là nhân dừa, rồi cái ăn riết nhân dừa người ta sợ ngọt ta ngán rồi mới chế ra cái nhân đó cho nó mặn. Nhưng mà nhân dừa cũng ngon mà chị. Thì đúng rồi, nhưng mà nhân dừa người ta không chịu. Em nhớ là giống ấy.